tỉnh chưa? Ơi, cái thồn có được gì vậy? Ôi, ai vậy? Chị ai vậy? À quên, chị quên xin giới thiệu. Chị là Violet. Đây là căn cứ của chị. Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là em bé ông Nabi đây nè. Trước khi đến với video này, các bạn đừng quên để lại cho mình một like, một share cũng như là một subscribe để ủng hộ mình lên sub nhanh, thiệt là nhanh nha các bạn. Và ủng hộ các thành viên trong team sinh tố nữa. Hồi nãy giờ mình đi kiếm người chơi chung á, nhưng mà không thấy, mình ở cái khu dân làng nè, nhưng mà toàn người lớn không mà không có con nít để mà chơi chung luôn á. Tôi thấy cái gì bên bùm, kia ta? Bùm, bùm, chết đi. Chết đi nè. Chết đi nè. Bùm. Đó, ấy thọt nè. Ở dưới đó có hai bạn kìa. Hay là mình chạy xuống nhất mình chơi với hai bạn đó thử xem. Chết đi. Bùm. Chết nè. Thấy sọt nè. Hello. Hello. Thọt. Ai đây? Chào hai bạn. Ai vậy? Ai à? Có một cái cánh gì kỳ cục nhờ bộ đồ xấu quắc kìa. Hôm nay đâu phải Halloween đâu mà quá trời con ông vậy. Ôi dạ, cánh bướm nữa. Tôi đâu có hát trang đâu, tôi không có hát trang, tôi là con ong bướm thiệt. Trời ơi, mà trên đầu còn có rau, có con dán nó kìa, ghê quá à. Trời ơi, đáng sợ hả? Con ong mà, hai bạn cho tôi chơi ông chỗ nào? Đâu đây, tôi chơi với ong thôi. Tụi tôi đang chơi trò của tôi. Giờ cái cánh ra. Ôi, sao bạn giật cái cánh của tôi vậy? Tôi là con ong thiệt, chứ không phải giả đâu mà giật. Giật ra. Thôi, hai bạn cho tôi chơi với hai bạn đang chơi cái gì vậy? Vui quá à. Chơi vậy nè, chơi nè, đầu tôi liền rồi. Đi tới đèn. Đi tới đèn. Vừa lắm. Ai không thì trả đi. Mấy cái bước chơi chung là phải trả được nha. Đúng rồi, trả tụi tôi đi. Chơi chung là phải trả được bạn bè. Dạ, hai bạn nặng quá, tôi không biết bay được luôn á. Trời ạ, con ông gì kỳ cục vậy? Bay đi, vậy vậy? Không có được. Trời hai bạn nặng quá. Tôi con ông nhỏ, con ông cao, làm sao bay được nhiều. Rồi, thôi ra chỗ khác đi. Cô đi ra đi. Chán quá, chán bạn quá. Không có gì vậy chứ. Thôi cho tôi chơi chung đi. Không. Dạ không, chị đi bắt ông, chị đi bắn nè. Ơi, hai bạn đừng có bắn tôi. Đi ra, chịu đi chứ. Chịu đi chứ. Hai bạn đừng có bắn tôi, hai bạn kỳ quá. Ai cho chơi chung. Kỳ cục ghê. Ai cho chơi chung. Ai. Cái gì? Không cho chơi thì thôi chứ. Ủa, muốn chơi chung mà. Hai bạn cho tôi chơi chung hả? À, vậy hả? Thì phải có gì đặc biệt chứ không có thì biết. Ôi, chạy đi. Cho ăn nè. Trời ơi, cái bệnh á, nó côn trùng á. Ăn người rất kỳ quá à. Nhưng mà sao tự nhiên thấy đau thế này? Sao tự nhiên mình thấy nhức đầu quá vậy ta? Ôi, nó kỳ ngơi á. Ủa? Ai chị kìa? Ủa, bé ơi. Ủa, sao vậy? Ủa em ơi, em có sao không? Ủa con nhà ai ở đây mà bị gì vậy? Em ơi. Không biết con bé tỉnh chưa ta? Ôi. Ủa đây là đâu vậy? Ôi. Em tỉnh chưa? Ôi, cái thồn có được gì vậy? Ôi, ai vậy? Chị ai vậy? Quên. Chị quên xin giới thiệu. Chị là Violet. Đây là căn cứ của chị. Nơi an toàn cũng là nơi nguy hiểm. Cái gì nguy hiểm? Ủa? Nơi an toàn sao mà nguy hiểm là sao? Nó an toàn với chị nhưng mà nó nguy hiểm với em. Em đỡ chưa? Em đỡ rồi. Nguy hiểm là nguy hiểm đây sao nè. Chị? Nhìn hiện đại quá vậy. Cái này cái cửa. Oh my god. Đây là toàn bộ số máy móc và vũ khí của chị đó để phục vụ cho việc của chị. Xui em mà đụng vô cái này nó phùm bừ. Cháy đèn thui có khi nổ luôn. Chị đừng hù em chứ, ghê quá vậy. Nhưng mà nhìn đẹp thiệt ha. Wow. Ok, em sẽ không đụng vô đây, em không muốn bị nổ. Ôi nhưng mà quên nữa, để em giới thiệu em cho chị biết nha. Chị giới thiệu rồi. Em tên là Nabi, em bé ông. Hồi nãy á, sao chị gặp được em hay vậy? Chị đi ngang qua xong cái chị thấy có bé vàng vàng, nâu nâu gì nó nằm dưới đất. Xong rồi chị mới tới chị giúp em á. Ủa mà em bị gì mà bị thương dữ vậy? Hồi lúc nãy á, em đang ngồi ở cái làng sinh tố á, để em tìm bạn chơi chung. Nhưng mà gặp hai cái bạn kia
kìa, hai cái bạn đó kỳ lắm. Nó nói em là cái đồ côn trùng đáng ghét. Rồi hai bạn đó xịt cái thuốc diệt côn trùng vô người em, xong rồi chọi đá vô người em nữa. Em sợ quá, cái em bay đi chỗ khác. Mà em bay được chút xíu, cái em bị đau đầu, xong cái em xỉu. Mà như em gặp chị phải không ta, em thấy cái chân này nó quen quen. Xong cái em không nhớ gì nữa, không nhớ gì. Trời ơi, hên là em gặp được chị đó chứ. Chứ mà em ngất ngay chỗ đó là bây giờ em mở mắt ra em đâu có được ở đây đâu. Em mở mắt ra em trong bụng con quái vật nào rồi. Ơ, chị đừng hù em sợ lắm, đừng hù vậy chứ. Trời ơi, thôi thôi, chị giận tí. Nhưng mà ai mà chơi ác với em vậy ha, thằng nào kỳ quá à. Ôi, nhưng mà vết thương của em nhìn cũng không có nhẹ đâu. Thôi để chị biết sơ cứu sơ sơ nè. Có gì em, chị sơ cứu cho em nha. Ok, cũng được. Ui là trời, sao mà bị thương gì mà ghê dữ vậy trời. Dạ, chỗ này hơi rát nè, hơi rát nè. Ây da, trời đau, đau, từ từ thôi. Trời ơi, đau, ok. Cày gì mà dữ vậy. Rồi, xong rồi. Nói chung là vết thương rồi cũng không có bị gì nặng lắm. Nhưng mà cái cánh của em hạn chế bay tí. Bởi vì hình như là bị va chạm thế nào đó, cho nên giờ nó hơi yếu. Đó, nó bị chặt cánh á. Đây. Em chưa bay được hả? Đúng rồi, đúng rồi. Thôi, nghỉ ngơi đi, em bay gì nữa. Mày mấy giờ ta? Mày sắp tới giờ mình đi làm. Thôi, có gì em ở chỗ này nha, em ở yên đi. Chị đi làm công chuyện, số công chuyện cái. Thôi cho em đi theo với, em không ở đây đâu. Ở đây em có biết làm gì đâu. Với lại nhiều khi em mà em hay tò mò, em đụng vô cái nào lỡ như nó cái đụng cái em đen thui thui lùi luôn á. Trời, nó nổ không được đâu. Công việc của chị thì không phải là công việc đó chơi. Sợ nó còn nguy hiểm với em nữa. Nhưng mà thôi vậy đi, chị sẽ dắt em xuống lại cái chỗ, cái làng gì hồi nãy em nói á, gặp hai đứa kia. Xong rồi hai đứa kia nhìn thấy chị thì nó sẽ không dám làm gì em đâu. Cho nên em cứ ngồi đó chơi đi, rồi chị đón em về. Xong việc chị đón em về. Ok, thế cũng được, thế cũng được. Ok, chị có người chơi chung với em là được. Ủa, bây giờ đi xuống đường nào chị? Chỗ này nè em, vô vô lỡ này. Thôi đây hả? Ây. Ủa, chị đâu rồi chị ơi? Ủa, cái chỗ của chị ở đâu mà tự nhiên nó biến ra đây hay vậy? Nè em, ngước lên. Ngước lên. Cái cục đó đó hả? Đúng rồi, thi thiền đó. Trời, chị nói chung là im lặng nha. Bây giờ okay, chị với em sẽ tới chỗ đó đi. Nó ở bên đây nè chị ơi, cái làng sinh tố nó ở bên đây nè. Để em bay thử bay được. Ê, trời em, chị đã nói là thôi hạn chế bay rồi, thấy không, bay cắm cái đầu xuống đất rồi kìa. Sao cái đầu em nó cắm xuống đất, nó cái mặt em chưa có mòn. Hên là trời chưa ơi, có mòn. Bây giờ nhưng mà cái cánh của em giống màu chị nè chị ơi. Giống cái màu xanh xanh mà nè. Nói này em nghe nha, chị theo chị biết là con trùng á, thì nếu như mà em bị mất một cái râu á thì em sẽ không bay được luôn. Cho nên đừng cạ cái đầu xuống nha em. Chị ơi, vậy chỗ cái đó mới biết nha, cái đó mới biết nha. Ôi, hai bạn nó đâu rồi ta, hai bạn nó có ở đây không? Nhưng mà em sợ hai bạn nó lại xịt cái thuốc xịt côn trùng vô người em, nhức đầu lắm luôn á. Thôi, có chị rồi, yên tâm đi, vô chơi đi. Ok, có chị chắc mấy bạn nó sẽ cứ không vô, làm vô, gì vô. Em đâu. Hai bạn ơi, hello. Ai dạ? Ủa? À, con nhỏ nãy nè. Ủa khoan, nó đi với ai kìa? À dạ, đây là chị của hai... mình á. Nhìn quen quen ta. Hai bé này là hồi nãy đánh em phải không? Sao hai đứa chơi gì kỳ quá vậy? Em có đánh đâu. Không có được đánh bạn nữa nha chưa. Thôi, em có đánh bạn đâu. Thôi bây giờ em cứ ngồi đây chơi đi. Chị đi công chuyện nha. Quen quen ta, nhìn chị này quen quen ta. Ôi mà chị ơi, chị là ai vậy? Em thấy chị quen lắm á. Em giống như ta từng chơi chị. Ờ, ta từng gặp chị rồi. Chị là Violet, nói chung là người gặp chút người giống người thôi. Gì? Anh như là Violet Liên Quân. Hả, cái gì? Đúng rồi, anh như là một vị tướng trong Liên Quân. Thôi thôi, em đừng có để, em đừng có để. Nói chung là chơi với em chị nha, không được phá đi nha chưa. Thôi, em cứ ngồi đây nha, chị có công việc gấp rồi. Em biết rồi, em biết rồi. Chị đi đi, bye bye. Hai bạn đang chơi gì hả? Cho mình chơi chung nha. Là chị của chị là Violet thiệt hả? Chị của bạn là Violet thiệt hả? Đúng rồi. Thì chị mình tên là Violet. Ôi da, đừng có đánh mình nữa. Nãy chị mình nói rồi, mấy bạn đánh hoài. Nhưng mà sao, sao chị của bạn đẹp mà bạn xấu như quỷ vậy? Bạn đúng vừa, rồi. Bạn vừa có lông mọc lên đầu gì này kia nữa. Ủa, cái cánh râu đó, của chị, tôi mà. Ủa, chị bạn là con người mà sao bạn lại là con ong kỳ cục vậy? Thì chị tôi mới vừa nhận, chị mới vừa nuôi tôi. Ôi trời, tưởng chị ruột chứ trời, tưởng chị già mà. Ôi ơi, tưởng chị tôi lắm hay gì? Đúng rồi. Trời. Tôi với bạn, tôi nói chứ, tôi nói thiệt cứ tôi là thích là Violet nhất trong Liên Quân luôn á. Nhưng mà hai bạn nói Liên Quân là cái gì á, tôi không hiểu. Liên Quân là một ơi. Rất là thú vị, có rất là nhiều vị tướng mạnh giống như Violet nè. Chị đó sử dụng rất là nhiều loại vũ khí bằng súng luôn á. Ôi, súng cực kỳ mạnh luôn. Súng, hình như là mình thấy hồi nãy ở
chỗ của chị rất là nhiều súng luôn. Có khi nào là mấy bạn này nói đúng không ta? À ra là vậy đó hả, là hai bạn thích chị tôi lắm hả? Ủa nhưng mà chị tôi mạnh lắm hả? Ừ, trời ơi mạnh, mạnh luôn á, bắn là bắn phát nào là chết phát đó luôn. Tụi ghê vậy ta, sao tôi không biết. Đâu có dưới giống bạn. Ui ba đánh tôi là con ông nhỏ. Hello chị xong việc rồi hả? Chị chị xong việc rồi, bây giờ hai đứa mình đi về nha. Anh thấy em nãy giờ chơi với lại bạn có đánh bạn không á? Dạ không. Đâu không? Dạ không có. Không có, hai bạn này không đánh em, hai bạn này nói về chuyện nhiều lắm. Không chơi không sao hết. Vậy hả? Thôi tụi mình đi về đi. Cảm ơn hai đứa nha. Ok. Bye bye hai người nha. Bữa sau tôi lại quay lại chơi. Ok. Hai bạn này hết đánh em rồi. Nhờ có chị á, nhưng mà hai bạn này đúng thích chị luôn á. Nãy giờ nói về chị quá trời luôn á, không nói gì về em chơi nhưng mà không sao. Trời ơi, chơi là được rồi, đi thôi. Chắc người ta nhìn chị thấy vậy thôi chứ em cũng dễ thương mà. Ok, đi về thôi chị ơi, em cũng khát nước quá trời rồi đó. Tương ơi, tôi đã thấy được dấu vết của Violet. Hình như cô ta còn có thêm một đứa em gái nữa ở trong làng Thiên Tố. Ừ, em gái sao? Bây giờ làm sao để mình đi lên trên cái chỗ của chị bây giờ? Trời ơi, chị đã nói là không có được bay rồi mà. Sao em bay hoài vậy? Em quên chút. Rồi, đó, em thấy chỗ này không? Em đi vô chỗ này đi. Chị chỗ này. Ê, chúng ta đã lên rồi. Wow, vi diệu thiệt sự nha. Đúng là cái chỗ mà vừa nguy hiểm vừa an toàn mà. Ghê thiệt. Wow. Ủa chị ơi, sở thích của chị là súng hả? Em thấy ở đây quá trời là súng luôn á. Mà lúc nào cũng đẹp hết trơn á. Ừ đúng rồi, chị rất là thích súng luôn á. Chị không phải chỉ là một người thích súng mà chị còn rất giỏi về súng nữa. Wow, con gái mà thích súng mà còn biết chế tạo súng nữa. Ngầu đi nha. Ủa nhưng mà hồi nãy á, tự nhiên mấy cái bạn kia nói chuyện đúng nhỏ nhẹ với em luôn. Xong cái tự nhiên cứ đòi cho em gặp chị á là sao? Em thấy hơi ghê. Mấy bạn đó nói nhỏ nhẹ hả? Có gì ở đây ta? Thế nó sai thế nào nha? Trời ơi, em nhìn thấy chị đẹp như vậy, hỏi sao hai bạn đó là con trai mà hai bạn nó không thích. Thế em thấy mà chị còn đẹp nữa nè. Trời ơi, mấy này nịnh thiệt chứ. Giỏi, chế tạo ra quá trời súng đẹp luôn. Nhưng mà nhờ chị cho nên là em thấy em thích súng luôn á. Chị hay chị cho em một cây đi. Không được. Trời ơi, mấy thứ này nguy hiểm lắm đó. Có khi cầm lên chưa kịp làm gì nữa là coi như là em mất được cánh luôn đó. Cái gì đó vậy chị? Trời ơi. Không được đâu, thứ này nguy hiểm lắm. Chỉ có chuyên môn thì mới làm được thôi. Mà nhắc mấy cánh tới, nhắc tới cánh mới nhớ. Em ngồi đây chờ chị tí nha, chị vô đây chị lấy cái này coi. Chị có quà cho em đó. Có quà luôn. Wow, có quà luôn. Chị Violet dễ thương thiệt sự luôn á. Hả? Đây. Cái gì vậy? Về việc em không bay được cho nên nó bị kiểu gọi là nó sẽ làm cánh em sau khi mà nó hồi phục lại sẽ nó rất là mỏi cho nên chị đây có một cái hỗ trợ cho cánh của em. Cái này làm sao chị? Nó bay hả? Đó. Trời thích quá vậy. Trời ơi, có tin đúng nữa. Quá đá. Ok. Wow, xịn thiệt sợ luôn. Hồi để em tháo ra để khi nào em đi để em gắn vô. Thích à. Món quà của chị Violet cho đúng là chị Violet nhở. Đồ rất là hiện đại luôn á. Ok, em sẽ sử dụng món quà của chị một cách thiệt là chu đáo. Cảm ơn chị. Thôi. Ủa nhưng mà chị ơi, bây giờ chị đang làm việc hả? Trời, nổ máy rồi. Trời ơi, cái máy này thiệt tình á. Ủa, em nói vậy? Chị đang làm việc hả? Chưa kịp làm gì là máy đã sạch rồi, mất tiêu cái máy tính luôn. Vậy thôi, em ơi, cho em đi xuống dưới chơi chung với hai bạn kia nha. Hai bạn kia bây giờ không ăn hiếp em nữa rồi. Nhưng mà em thấy xuống mà chơi an toàn được thì em cứ đi, thoải mái. Chị chỉ sợ là em chỉ hơi mệt, mỏi cánh thôi. Không sao, em có cái này của chị rồi. Em sẽ đi chơi vui thôi. Lát nữa có gì em lên lại. Ok. Em đi đây. Đi nhé, cẩn thận nha. Mình đã xuống đây rồi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ đi vô mình kiếm hai cái bạn kia mới được. Đi thôi. Bay lên. Bay. Cánh đập cánh hơi mỏi nhưng mà thôi kệ đi. La. Ôi, cái gì vậy? Ôi, mấy cái tên đó là ai vậy? Bọn bay đi theo ta nha lên. Hai thằng nhóc kia. Ủa, hai bạn của mình. Đi lên phía trước nhanh. Dạ. Cái tên đen thui đó là ai vậy? Đứng lại. Ai cho ngươi bắt bạn của ta? Con này á. Cứu tôi với. Cứu tôi với. Hai người đừng
hai người đừng có sợ. Đây, chạy đâu thằng nhóc kia. Mày nè. Chạy đâu? Bắn trúng được kìa. Đi theo bắn trúng. Đây. Ông ta bám vợ, thằng kia. Ôi, đi nè. Ôi, chị Vio ơi. Cứu em. Đi đâu đó. Ôi, Vio ác kìa. Ôi, trời ơi, đánh ra, sao đi với hai chị đi theo tôi nè. Ủa, mẹ đi đâu rồi? Ôi, trời nguy hiểm quá, ơi, chị ơi, nguy hiểm quá. Ôi, cái gì vậy? Ôi, con kia, ơi, đừng tưởng đợt này ta không bắt được mày. Bắt được con bé đó phải qua tay của ta. Nè, ta nói cho người biết, bây giờ cươi còn không thể về với tên tiến sĩ đó được nữa. Xem đây, lưu lại. Nghĩ sao ta không vào được? Chị Violet. Lùi lại trời ơi, nguy hiểm lắm. Ừ, dạ. Nhưng mà mấy tên đó là ai tự nhiên bắt hai bạn vậy? Bọn chúng muốn bắt tôi để dụ chị Violet với bà ra đó. Cái gì? Thôi là cho mấy đứa là chị tới kịp đó, không thôi là tên đó bắt đi rồi. Thôi bây giờ chỗ này cũng không an toàn nữa. Bây giờ mấy đứa, cả hai đứa luôn, đi theo chị. Dạ, đi đâu vậy chị? Đi tới một nơi an toàn hơn. Dạ, mấy bạn đi lên đó luôn hả chị? Ừ, đi kìa, đã có nhờ. Đây. Chị nói trước nha, mấy đứa làm đụng cái gì nữa là chị không chịu trách nhiệm đâu đó. Dạ, chị, dạ. Mấy bạn nhớ chưa? Nhớ nhờ, nhớ nhờ. Có leo lên đầu tôi hoài vậy trời? Trời ơi, không hiểu luôn á. Đây. Hai bạn có sao chỗ này ngồi không chơi, chỗ này chơi Liên Quân là đã luôn nè. Đúng rồi, chỗ này là chỗ của chị Violet đó. À, ta ngồi chơi Liên Quân xong biết rồi. Ôi, mà chị ơi, chị làm gì mà tự nhiên cái tên kia muốn bắt chị vậy? À, cái tụi hồi nãy hả? Trời ơi, cái tụi hồi nãy á đã bắt săn bắt chị rất là lâu rồi. Mà tụi nó đâu có bắt được đâu. Mục đích tụi nó bắt chị á là để tụi nó có thể lấy được công thức mấy cây súng mà kêu chị làm cho tụi nó với lại mục đích xấu. Chị đâu có thích. Cho nên chị phải trốn từ chỗ này qua chỗ khác. Ây, làm liên lụy tới tụi em rồi. Mấy người đó ác độc quá vậy. Mà thôi, nhưng mà chị ngầu thì có em rất là hâm mộ chị luôn á. Thì có nãy thấy chị bắn ngầu quá trời luôn á. Em muốn được đúng rồi chị. Em muốn được giống chị cũng muốn được giống đúng chị rồi. Tụi em đúng cũng rồi muốn giống chị. Em muốn giống chị hả? Đúng rồi, đúng rồi. Vậy thì đây nè. Cái gì vậy? Cái này, ôi cái này sao giống mấy bạn quá vậy? Đúng không? Ừ đúng rồi, đúng rồi. Hai bạn cũng có này đúng không? Này là con gì vậy? Bây giờ em muốn Trời ơi, cái gì vậy trời? Trời ơi, thằng bé này quá. Chị ngầu thiệt sự luôn á. Em rất là muốn giống chị luôn á. Càng nhìn càng mê nha. Đẹp gái trời đó. Ơi nè, bây giờ những cây súng ở đây á, chị biết là em muốn giống chị. Nhưng mà những cây súng ở đây á rất là nguy hiểm đối với lại con nít như em. Vậy cho nên á, chị đưa cho em cái điện thoại đó là có thể để vô Liên Quân được. Và em vô đó em chọn vị tướng vào đó thì em chọn vị tướng như chị nè. À, em biết vị tướng này chưa? Tướng Violet luôn hả? Đừng nói là tướng Violet nha. Ôi, có luôn đó. Em có thể chập vai và chị có thể có nhiều skill với chị đó. Và em có thể trở thành chị được rồi. Ồ, đã là thế. Ồ, hai chị hai game Liên Quân hay thì ra em thấy hai bạn này mê quá trời quá đó. Quên nữa, chắc hai bé kia biết kìa. Cho em coi này, Liên Quân vừa có cái này nè, mới đó. Ồ, đúng cái gì rồi đấy? Sự kiện cái này mình biết nè, mình biết nè. Ngày 1 tới 2 tới Liên Quân chung sức hỗ quà miễn phí trang phục vang heo thần tài và quân quy hữu hạn và miễn phí hàng ngàn phần quà khác nữa. Trời ơi, cái gì mà hấp dẫn quá vậy? Thôi, chơi Liên Quân xong đi, chơi Liên Quân. Tôi vô game mà tôi vô rồi. Còn slot nè, ai vô không? Còn slot nè. Chơi ông, nè, ra đây chơi nè, tôi cho bà chơi con Violet luôn á. Chị tôi chơi nha. Đây chị, thử cho chơi là dễ lắm. Ê, trong đây nó có cái trang phục giống chị nãy vậy? Đúng rồi, chị chưa nói. Bây giờ tụi em cứ chơi đi, tới ngày 1 tháng 2 á, nếu được may mắn thì sẽ nhận được Violet đặc dị. Đây là skin đó nè. Ghê chưa, ghê chưa? Cái mặt là skin Violet đặc dị luôn hả? Wow, nhìn đẹp thiệt sự. Đúng rồi. Trời xịn quá mọi người ơi. Các bạn ơi, các bạn hãy nhớ vào chơi Liên Quân vào ngày 1 tháng 2 để các bạn có thể sở hữu được trang phục Ban Heo Thần Tài nè, quân huy hữu hạn miễn phí. Để mình qua bên đây mình cho các bạn xem nè. Đó, quân huy hữu hạn miễn phí và vô vàn những phần quà khác nữa nha. Đó chính là 1 tháng 2 Tết Liên Quân chung sức hốc quà đó. Các bạn nhớ ủng hộ mình để đúng mà rồi. Có thể quay thêm nhiều clip hay nữa nha. Tại vì video clip này là được tài trợ bởi Liên Quân đó. Ok, cảm ơn các bạn rất.
ngồi mình chơi liên quân đây. Vô mấy bạn ơi. Vô. Chơi liên quân thôi. Chơi liên quân đi. Mình chơi Violet nè. Ok. Ok luôn. Hello, xin chào mọi người. Đây chính là một server Discord của Sinh Tố Team dành cho ai là fan của Sinh Tố Team. Nơi này các bạn có thể giao lưu với bọn mình nè, hoặc là những bạn fan khác. Không những thế, Discord này còn có những trò mini game khác để cho các bạn chơi cho đỡ chán nữa. Ví dụ như là Naruto. Đó, hoặc là các bạn chơi bắt Pokemon. Và một trò được nhiều người trong cái Discord này thích nhất, đó chính là trò ma sói. Nếu các bạn fan của Sinh Tố Team và muốn tham gia giao lưu với bọn mình thì đừng quên vào phần link ở bên dưới nhé.